Chào quý khán giả, cảm ơn quý vị đã chọn kênh STV và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thông tin dịch vụ thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, trong đợt giãn cách này, Sóc Trăng vẫn cho phép các chợ truyền thống, siêu thị, các cửa hàng tiện lợi thiết yếu hoạt động. Tuy nhiên, chợ và siêu thị là các khu vực đông người qua lại, nguy cơ lây nhiễm cao nên các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, tốt nhất là 2 mét với những người khác. Hạn chế dùng tay chạm chỉnh vào khẩu trang nhiều lần trong quá trình mua sắm, tránh chạm vào đồ tươi sống tại các gian hàng, rửa sạch tay khi về nhà và trước khi chế biến thức ăn. Ngoài ra, quý vị cũng không nên mua thực phẩm tích trữ quá nhiều, bởi một số thực phẩm nếu tích trữ lâu ngày sẽ làm mất chất dinh dưỡng. Một số khác có hạn sử dụng ngắn ngày, và việc sử dụng các sản phẩm đóng hộp hay đồ ăn sẵn cũng gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, nên chúng ta chỉ nên mua đủ dùng thôi. Vào sáng nay, theo ghi nhận của chúng tôi tại chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng, giá cả tham khảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu đời sống hàng ngày của người dân như sau. Bắp cải Đà Lạt, củ cải đỏ Đà Lạt, xà lách 30.000 đồng một ký, bắp cải rẫy, cải xanh, rau muống 15.000 đồng một ký, đậu que 40.000 đồng một ký, dưa leo 20.000 đồng một ký, bí đao, cà chua Đà Lạt 35.000 đồng một ký, khô cá lù đù, khô cá lưỡi trâu 100.000 đồng một ký, táo thường, lê thường, nho thường 50.000 đồng một ký, táo Mỹ 80.000 đồng một ký, lê Hàn Quốc 110.000 đồng một ký, nho Mỹ đen 170.000 đồng một ký, quýt đường lớn 60.000 đồng một ký, bưởi Nam Roi, bưởi da xanh 35.000 đồng một ký, dưa hấu 12.000 đồng một ký, thịt heo nạc 120.000 đồng một ký, thịt heo đùi 90.000 đồng một ký, thịt ba rọi 120.000 đồng một ký, mỡ 50.000 đồng một ký, thịt bò đùi 230.000 đồng một ký, thịt bò phi lê 260.000 đồng một ký, gà ta làm sẵn 90.000 đồng một ký, vịt làm sẵn 70.000 đồng một ký, gạo thơm ngon 17.000 đồng một ký, gạo tài nguyên 17.000 đồng một ký, gạo tẻ thường 14.000 đồng một ký, trứng vịt 3.800 đồng một trứng, sữa ông thọ 21.000 đồng một hộp, đường cát trắng 21.000 đồng một ký, đường thường lẻ 16.000 đồng một ký, dầu ăn 32.000 đồng một lít, mì ba miền loại 30 gói 60.000 đồng một thùng, cá mòi 80.000 đồng một lốc. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thông tin dịch vụ thị trường. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua email thị trường sóc trăng a@gmail.com để góp ý cùng chương trình hay liên hệ giới thiệu dịch vụ. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.